và các bạn tiếp tục theo dõi trận chung kết đơn nam U13 giữa Nhật Minh Thái Nguyên và một tay vợt đến từ câu lạc bộ Hà Nội. Trên sân số 2, chung kết đôi nam U15, Tiến Đạt Thành Nam, đội tuyển câu lạc bộ Hà Nội gặp Đức Anh Hiếu Hòa, đội tuyển câu lạc bộ Hà Nội. Trên sân số 1, số 6, số 3, xin cầu. Tôi có tất cả mọi người đồng hương máy,
Tỷ số bao nhiêu nhỉ? Đấy, 10-48 à? 9-14. Cháu biết cái bạn bên kia là bạn của cầu ngoài. Điểm cho tay vợt Thái Nguyên, Nhật Minh. Nhật Minh Thái Nguyên 10-14. Phía xa màn hình là tay vợt đến từ cầu lông Hà Nội. Mười lăm mười một. Vận viên Thu Huyền của Hải Dương tiếp tục nghỉ ngơi. Tiếp theo sẽ là trận chung kết đôi nam 13. Cầu ngoài sân. Điểm 12-15 cho tay vợt Thái Nguyên. Còn khoảng cách là 3 điểm nữa. Tiếp tục là cầu ngoài sân. Điểm cho tay vợt Thái Nguyên 13-15. Nhật Minh đến từ Thái Nguyên. Tốt. 16-14, hai tay vợt đổi sân. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận chung kết U13 giữa hai đơn nam, giữa hai tay vợt đến câu lạc bộ cầu lông Hà Nội và đến từ Thái Nguyên. Trận đấu đang được diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Đông Hội, Đông Trù, Đông Anh, Hà Nội. Trận đấu tiếp tục rồi. Đánh cầu ngoài sân đến từ tay vợt Thái Nguyên. Điểm cho tay vợt câu lạc bộ cầu lông Hà Nội 18-15. Là bỏ nhỏ không thành công. Điểm cho Nhật Minh Thái Nguyên 16-18. Bảo câu lạc bộ cầu lông Hà Nội. Không thành công đến từ Nhật Minh. Điểm 19-16. Tốt.
Minh Thái Nguyên 17-19. Đặt cầu tốt đến từ tay vợt Nhật Minh 18-20. Tay vợt Bảo vừa đánh cầu ra ngoài sân. Sau đó phát cầu lỗi đến từ Nhật Minh. Điểm 21-19. Chém cầu tốt đến từ tay vợt Bảo. Điểm 22-19. Tay vợt Bảo, câu lạc bộ cầu lông Hà Nội. Ngoài liên tiếp những pha tấn công đến từ Nhật Minh, tiếp tiếp là pha kết thúc cuối cùng là ngoài sân. Hai ba mười chín, cách đã càng ngày càng xa. Tiếp tục là đánh cầu ngoài sân 24-19. Chém cầu tốt đến từ Nhật Minh 20-24. Bảo, câu lạc bộ cầu lông Hà Nội đã đánh cầu ra ngoài. Điểm cho Nhật Minh Thái Nguyên 21-24. Khoảng cách vẫn là 3 điểm. Tốt. À, đánh lỏng cổ tay rất hay. 22-24. Khoảng cách chỉ còn là 2 điểm nữa thôi. Tiếp tục rồi. Điểm cho Bảo, câu lạc bộ cầu lông Hà Nội 25-22. Tiếp tục là đánh cầu không qua lưới đến từ Nhật Minh. Điểm cho Bảo, câu lạc bộ cầu lông Hà Nội 26-22. Yeah.
26-22. Nhật Minh tiếp tục đánh cầu không qua lưới. 26-22 được lưới rộng. Thủ rất tốt, cầu ngoài sân. 28-22. Chỉ còn 3 điểm nữa thôi. Thế vật bảo câu lạc bộ Cầu Lông Hà Nội sẽ giành chiến thắng và lên ngôi vô địch giải Dubai Du mở rộng năm 2023 lứa tuổi U13. Tốt, đập cầu rất tốt đến từ tay vợt bảo câu lạc bộ Cầu Lông Hà Nội, điểm 29-22. Bảo. Chín cơ hội quyết định. Thêm một điểm số cho tay vợt Nhật Minh. Ngoài sân rồi, tiếp tục điểm cho Nhật Minh. Tỷ số là 31-25. Trận chung kết